Dạ, chào buổi trưa cô chú anh chị nha. Con chúc cô chú anh chị có nhiều niềm vui nha. Dạ, buổi trưa hôm nay con quay cô chú anh chị xem cái búp bông của lá ngọc cành vàng lá sen nha cô chú anh chị. Thì cây này mình còn để trong mát nha, chưa đang ra nắng. Ông xã ghép ngay cái búp cái nó ra được nguyên cái chùm bông luôn. Thì cái này mình chưa đem ra nắng cho nên cái lá nó không có vàng đậm không nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị nhìn cái lá đó nè. Cái lá nó sao thì cái búp nó vậy ha. Đó. Cái lá nó sao thì búp nó vậy đó, tại vì nó trong mát nó chưa ra nắng thì cái lá nó như vậy đó. Thì con quay cái chùm cho cô chú anh chị xem chùm hoa nó với cái cuốn á, chùm bông với cái cuốn. Rồi con quay mấy cây giống cho cô chú anh chị xem nha. Dạ rồi, ở đây là cây cành vàng lá sen của cô chú anh chị. Thì cái cây này thì mình để ngoài nắng thì lá nó đậm hơn nè cô chú anh chị. Cây này thì con ghép góc bằng điếu thuốc nè cô chú anh chị, điếu thuốc ha, vậy là đủ ăn nha. Những cây vậy em bán giá 150 nè, hai cây bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Hai cây 300 bao phí vận chuyển luôn. Thì cái giống này thì nó đặc biệt của nó là cái búp nó vàng, cuốn nó vàng nha, lá gan cưa nhỏ. Thì những cây gốc bằng đũa ăn vậy thì con bán giá 150 một cây nha. Thì cây tầm như vậy phát triển như vậy nè. Rồi vậy là con đã bán cho cô chú anh chị. Tháng tháng sau cái mình cắt bo mình làm giống nha. Tháng sau mình cắt bo làm giống. Rồi con quay cái loại bự bự hơn chút nha. Dạ. Còn đây là những cái gốc mà bằng cũng như nó lớn hơn ngón tay út mình chút ha. Khoảng đó thì con bán giá là 200.000 một cây nha cô chú anh chị. Đây là cành vàng lá sen nha. Cái búp thì con đã quay trước clip á, thì cô chú anh chị xem qua cái búp mà cái đó mình còn để trong mát á, cho nên cái búp nó chưa có màu vàng đậm hơn nha. Cái này nó thích ngoài nắng cái lá nó mới vàng đậm. Thì những cây này con bán giá 200.000 một cây nha. Hai cây cũng bao phí vận chuyển luôn, hai cây 400. Thì những cây này nó bự hơn cái cây gốc 150 nha, bự hơn cây 150. Về mình trồng mình để mình thay chậu, mình vô chậu đẹp mình trồng luôn nha. Mình lấy bo, lấy bo xong rồi cái mình để mình trồng ở chậu đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này phát triển nó chậm hơn cái loại cành vàng lá tre này kia, nhưng mà có cái nó đẹp màu nha, nó lâu xuống màu lắm. Rồi cô chú anh chị có thích sưu tầm cái giống mai lá ngọc cành vàng lá sen nè thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Dạ con xin cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ con xin hết.